Vụ tai nạn đó là có em mình gặp chuyến đi đó gặp tai nạn rồi ạ. Tức là em mình là em là tên là gì? Là Nguyễn Đinh Lương ạ. Và nó đi từ bao lâu? Đi từ ngày hay đi từ ngày chiều 21 ạ. Nhưng mà nó đi sang bên đó thì nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ 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 Pháp ạ. Từ Việt Nam thôi, nó đi qua những đâu để nó phá phải không? Không ạ, có nghĩa là anh trai đi được 2 năm rồi. Đi sang Năm đi. nay là năm hiện tại đang làm việc ở Pháp ạ. Đi được 2 năm rồi. Đi 2 năm sang Pháp và bây giờ thì từ Pháp sang Anh họ thông báo lại như vậy hả? Dạ, Thế rồi. anh cũng có một cái thông tin nữa ở trên 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 trên, trên mạng là có một cái cô nào mà người ở thị trấn Nghèn Can Lộc nữa thì có đúng không? Em có biết được trường hợp đấy không? Cái trường hợp ấy có nghĩa là em giờ đang trên đường về quê, có nghĩa chưa tới nhà, cho nên là cùng chỉ nghe thông tin vậy thôi chứ chưa xác nhận thực tế được. À, vậy thế con em trai của mình là xác định là một trong 39 người đấy đấy ha. Dạ vâng ạ. Ồ, anh chia buồn với gia đình và chia buồn với tất cả mọi người cũng trong điều kiện khó khăn của đất nước và của này khác phải ra đi mà giờ đúng là gặp tai nạn thì anh chia buồn với mọi người nhá. Dạ. Ok em.